Thanh Trường, Ngọc Tuệ, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Chiến thắng cuối cùng, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Sự ký nhì, chương 20, từ câu 15 đến câu 22. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng, Sự ký nhì chương 20, từ câu 15 đến câu 22, bản truyền thống Hiệu Đính. Ông nói: Hỡi toàn thể người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán với các ngươi thế này: Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo này, vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu, nhưng là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy kéo xuống đánh chúng. Kìa, chúng đi lên dốc Xích. Các con sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện hoang mạc Jeruen. Trong trận này, các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va đứng ở với các con. Hỡi Giu-đa và Jerusalem, đừng sợ, đừng khiếp đảm. Ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con. Giô-sa-phát cúi sắp mặt xuống đất. Toàn thể Giu-đa và dân cư thành Jerusalem đều sắp mặt xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lạy Ngài. Người Lê-vi thuộc dòng Kê-hát và dòng Cô-ra đều đứng dậy lớn tiếng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Sáng hôm sau, họ thức dậy sớm và kéo ra hoang mạc Thê-cô-a. Trong lúc họ kéo ra, Giô-sa-phát đứng lên và nói: Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, hãy nghe ta. Hãy tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ được vững vàng. Hãy tin các nhà tiên tri của Ngài, thì các ngươi sẽ được thành công. Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Họ mặc áo lễ thánh, vừa đi trước đoàn quân, vừa ca ngợi Chúa rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi, thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công đám quân đang tiến đánh Giu-đa, gồm quân Amon, Mô-áp và người ở núi Sê-i-r, và khiến đám quân ấy bị thảm bại. Quý thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Đứng trước mặt Đức Giê-hô-va là cách Kinh Thánh diễn tả việc chờ đợi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Trong Sự ký nhì chương 20, từ đứng là một yếu tố quan trọng. Giô-sa-phát đứng giữa đền thờ Đức Giê-hô-va mà cầu nguyện rằng: Chúng con sẽ đứng trước đền thờ này và trước mặt Chúa. Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Bấy giờ, đoàn dân Giu-đa đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, đáp lại: Chúa khích lệ họ đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. Câu gốc hôm nay được chép trong Sử ký nhì chương 20, câu 22. Khi họ bắt đầu hát vang ca ngợi, thì Đức Giê-hô-va cho quân mai phục tấn công và khiến đám quân ấy bị thảm bại. Tại các trại quân sự khắp châu Âu trong Thế chiến thứ hai, máy bay đã thả xuống một món đồ tiếp tế khác thường cho những người lính nhớ nhà. Đó là những chiếc đàn piano tủ được sản xuất riêng biệt. Loại đàn này chỉ chứa 10% lượng kim loại so với bình thường, xử lý đặc biệt bằng keo chống nước và côn trùng. Những chiếc đàn piano chắc chắn, đơn giản để giúp binh lính giải khuây và vực dậy tinh thần khi họ quây quần bên nhau, hát lên những bài hát quê hương quen thuộc. Ca hát, đặc biệt là hát tôn vinh Chúa, là cách để những người tin Chúa Giê-xu tìm thấy sự bình an trong trận chiến. Vua Giô-sa-phát đã kinh nghiệm điều này khi ông đối mặt với đội quân xâm lược. Trong lúc kinh hãi, nhà vua đã triệu tập toàn dân cầu nguyện và kiêng ăn. Đáp lại, Chúa phán bảo vua dẫn binh lính ra đón đầu quân thù và hứa rằng họ sẽ khỏi phải chiến đấu.
trong trận này, Giô-sa-phát tin cậy và hành động bởi đức tin. Ông lệnh cho những người ca ngợi đi trước các binh sĩ, vừa đi vừa tôn ngợi Chúa về chiến thắng mà họ tin rằng Ngài sẽ ban cho họ. Và khi âm nhạc vang lên, Chúa đã đánh bại kẻ thù và cứu dân Ngài cách lạ lùng. Chiến thắng không phải lúc nào cũng đến vào đúng thời điểm hay theo cách thức mà chúng ta muốn. Nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể công bố chiến thắng cuối cùng trên tội lỗi và sự chết mà Chúa Giê-xu đã giành lấy cho chúng ta. Nguyện rằng bạn và tôi sẽ phó thác mọi điều cho Chúa với tinh thần thờ phượng ngay cả khi bủa vây quanh ta là muôn vàn nguy biến. Bạn có thể ngợi khen Chúa thế nào trong chính hoàn cảnh của bạn hôm nay? Làm thế nào để nắm chặt lấy chiến thắng mà Chúa Giê-xu đã dành sẵn cho bạn? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, Ngài mạnh mẽ hơn kẻ thù của con. Hôm nay, con xin tôn cao danh Ngài bằng đức tin. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng lời Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.